Dạ vâng, lời đầu tiên cho em gửi một lời chào, một lời chúc đến tất cả các anh em đam mê chơi BCB. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ và có nhiều sức khỏe nhé. Thì trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về cho anh em một số mẫu laser. Hôm nay về nhà em lại về được rất chi là nhiều mẫu laser để anh em lựa chọn cho mình những chiếc laser từ giá rẻ, từ giá chỉ có hơn 100.000 đồng cho mẫu hơn 300.000 đồng thì bên em có đủ các mẫu laser gắn cho những súng BCB, Taekwondo, FX hoặc là Kondo thì đều đủ nhé. Nó thì cũng không phải để anh em chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu laser một bên em. Em sẽ giới thiệu cái mẫu laser đầu tiên. Đây là mẫu laser cánh gián bé, ở trong thì nó sẽ có 3 quả pin và 2 lục giác. Cái này thì tia đỏ. Đây, em sẽ đã bỏ một cái ra để em giới thiệu cụ thể cho anh em. Đây là cái tia đỏ. Cái này thì rất chi là nhỏ gọn. Cái này thì kẹp dây của nó là 11 và 20. Nếu mà anh em đang dùng cái khẩu Kondo hoặc là Kondo Mili thì anh em có thể tham khảo mẫu này. Nó rất chi là nhỏ gọn và tiện lợi. Pin của nó thì bằng pin cúc áo, mình dùng bằng 3 quả pin cúc áo như này. Hết thì anh em mua đụng được 3 quả pin này. Đó. Mẫu này thì tia đỏ, anh em soi ngắm ban đêm thì rất chi là hiệu quả. Tia đỏ này em báo giá luôn. Mẫu tia đỏ này thì bên em chỉ 130.000 đồng em nhé, 130.000 đồng cho mẫu tia đỏ này. Đó. Thì mẫu này cho anh em dùng thử giá chỉ 130.000 đồng. Với một phụ kiện đi kèm là có 2 lục giác. Vâng, anh em lưu ý giúp em là 130.000 đồng là chưa cước phí vận chuyển anh em nhé. Đó. Mẫu tia đỏ cánh gián đầu đạn màu bé 130.000 đồng. Đây em sẽ giới thiệu cái laser thứ hai. Đây, laser thứ hai. Đấy, laser này thì đang được anh em đang tin tưởng sử dụng khá là nhiều. Cái mẫu này thì để anh em lúc lắp cho Kondo hoặc là BCB rất chi là hợp lý. Bởi vì sao? Bởi đây là mẫu đầu đạn. Cái này thì kẹp dây 11 và kẹp dây 20. Phụ kiện đi kèm là một cái cục sạc, một cái kẹp nòng. Đây là kẹp nòng 20 và kẹp dây là dây 11 anh em nhé. 11, 20 anh em đều sử dụng hết. Và một đuôi chuột để anh em điều khiển từ xa. Cái này thì anh em có thể sạc điện lưới 220V của mình khi pin hết. Và cái này thì nó rất chi là xịn sò. Đây em sẽ mở nắp này ra và em giới thiệu bên trong. Cái này thì ở trong này sẽ có một cái rãnh nhá. Rãnh này, rãnh bên trong em lưu ý là cái rãnh bên trong này này, anh em chỉnh tia to tia bé là nó cái trong này nhá. Anh em muốn chỉnh bé lại thì nó anh em xoáy vào, anh em muốn chỉnh cho tia cho to ra thì anh em xoáy ra nhá. Đó, rất chi là dễ sử dụng và tiện lợi. Cái này thì cũng có hai nút, là cái nút này để anh em chỉnh lên chỉnh xuống và cái nút này để anh em chỉnh sang trái sang phải nhá. Em báo giá công khai luôn. Tại thời điểm hiện tại thì bên em đang bán giá 280.000 đồng cho mẫu laser tia đỏ này nhá. Đây đã tiền bác sĩ tận nhà của anh em. Tất cả anh em mua hàng bên em cũng thì không phải cọc cạch bất cứ 1.000 nào, và quyền lợi của anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng, test hàng ok thì anh em sẽ thanh toán nhá. Anh em trao em niềm tin thì em sẽ trao lại anh em niềm uy tín nhá. Em sẽ giới thiệu cái laser thứ hai. Đây, laser này thì cũng là đầu đạn, phụ kiện kẹp dây, kẹp nòng và mối đuôi chuột rất chia đầy đủ, cũng chỉnh tâm, chỉnh tâm lên tâm xuống ok. Thì cái màu xanh này thì để anh em ngắm bắn ban ngày và ban đêm thì anh em có thể sử dụng được hết nhá. Đó, thì cái này thì bên em đang bán giá 320.000 đồng cho tia xanh nhá. Em sẽ giới thiệu cái laser thứ ba. Đây là laser này thì laser cao cấp rồi. Cái này thì để anh em dùng cho những khẩu truyền thống thì rất chi là hợp lý. Đấy, Q3 lỗ thì anh em có thể sử dụng loại này. Đó. Cái này thì laser to thì pin của nó cũng là pin sạc 220V. Đây, pin của nó là siêu to nhá. Đây là một quả pin của nó. Thì pin hết thì anh em có thể sạc điện lưới 220V. Pin thì anh em có thể dùng từ tùy anh em mà sử dụng ít thì pin được mấy ngày anh em mới phải sử dụng nhá. Pin rất chi là bền nhá. Thì cái này là tia đỏ, thì cái này bên em đang bán giá 330.000 đồng cho tia đỏ anh em nhé. Đó, thì cái này thì anh em lưu ý giúp em là cái này thì nó về là đợt thì màu đỏ, đợt thì màu xanh, đợt thì màu vàng, đợt thì màu đen. Đó, thì về lô nào thì em gửi cho anh em lô đấy. Thì hiện tại bây giờ là đang về cái màu vàng này nhá. Đó, em sẽ giới thiệu cái laser cuối cùng bên em. Đây, laser này thì cũng là tia xanh. Tia xanh này loại to này thì bên em đang bán giá 350.000 đồng anh em nhé. Đó, tiền bao ship. Đó, cái này thì cũng có hai nút chỉnh tâm lên và chỉnh tâm xuống. Cũng cái này thì anh em chỉnh to nhỏ được hết nhé.
Đây, anh em xoáy ra, anh em chỉnh to nhỏ thì anh em lấy cái cà lê, anh em lấy cái anh em xoáy vào đây, anh em cho đây, anh em chỉnh giúp em nhé. Đây, anh em lấy tơ vít, anh em cho đây, anh em chỉnh tâm to tâm bé đều được hết nhé. Đó, khi anh em chỉnh xong thì anh em sẽ xoáy vào. Đó, rất chi là xịn sò. Đấy, thì các bác mà đang quan tâm đến mẫu nào thì liên hệ trực tiếp bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc laser giá cả hợp lý. Các bác mà cần video hình ảnh chi tiết thì có thể kết bạn với hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để bên em tư vấn và bán cho các bác nhé. Vâng, một video rất chi là ngắn em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo em ạ.